Hồ Khánh Trình sinh năm 1980, xuất thân là cựu thành viên đội tuyển Điền Kinh Quốc gia. Do chấn thương năm 20 tuổi, Hồ Khánh Trình đành từ bỏ giấc mơ trở thành huấn luyện viên Điền Kinh và thử sức với lĩnh vực người mẫu. Năm 2002, Hồ Khánh Trình đoạt quán quân cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á, mùa đầu tiên, tiền thân của siêu mẫu Việt Nam sau này. Ngoài lĩnh vực thời trang, Khánh Trình còn đóng nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh như Ghen, 1735 km, gọi rất mơ về. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2007, Hồ Khánh Trình bất ngờ kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí, chuyển hướng làm kinh doanh. Chia sẻ với ngôi sao.net, cựu siêu mẫu giải thích, hồi lấy vợ tôi mới 27 tuổi, đang đã phát triển sự nghiệp nhưng tôi muốn tập trung vào kinh doanh và vun đắp cho tổ ấm vì làm nghệ thuật cũng bấp bênh, tuổi thọ ngắn. Vợ Hồ Khánh Trình tên Thùy Trang, kém anh 3 tuổi. Hồ Khánh Trình sinh năm 1980, xuất thân là cựu thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia. Do chấn thương năm 20 tuổi, Hồ Khánh Trình đành từ bỏ giấc mơ trở thành huấn luyện viên điền kinh và thử sức với lĩnh vực người mẫu. Năm 2002, Hồ Khánh Trình đoạt quán quân cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á, mùa đầu tiên tiền thân của siêu mẫu Việt Nam sau này. Ngoài lĩnh vực thời trang, Khánh Trình còn đóng nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh như Ghen 1735 km, gọi rất mơ về. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2007, Hồ Khánh Trình bất ngờ kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí, chuyển hướng làm kinh doanh. Chia sẻ với ngôi sao.net, cựu siêu mẫu giải thích, hồi lấy vợ tôi mới 27 tuổi, đang đã phát triển sự nghiệp nhưng tôi muốn tập trung vào kinh doanh và vun đắp cho tổ ấm vì làm nghệ thuật cũng bấp bênh, tuổi thọ ngắn. Vợ Hồ Khánh Trình tên Thùy Trang, kém anh 3 tuổi. Nhiều đồng nghiệp cùng thời, thân thiết với Hồ Khánh Trình như người mẫu Kim Hồng, ngoài cùng bên trái, Thanh Hằng, áo đỏ, Bằng Lăng, váy đen, dự tiệc cưới của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007. Vợ chồng Khánh Trình mới kỷ niệm 14 năm ngày cưới hôm 25 tháng 7. Nhiều đồng nghiệp cùng thời, thân thiết với Hồ Khánh Trình như người mẫu Kim Hồng, ngoài cùng bên trái, Thanh Hằng, áo đỏ, Bằng Lăng, váy đen, dự tiệc cưới của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007 vợ chồng Khánh Trình mới kỷ niệm 14 năm ngày cưới hôm 25 tháng 7. Diễn viên, người mẫu Minh Anh, ngoài cùng bên trái, thân Thúy Hà, thứ ba từ phải qua, quốc cường, ngoài cùng bên phải, hội tụ trong ngày vui của Hồ Khánh Trình. Diễn viên, người mẫu Minh Anh, ngoài cùng bên trái, thân Thúy Hà, thứ ba từ phải qua, quốc cường, ngoài cùng bên phải, hội tụ trong ngày vui của Hồ Khánh Trình. Diễn viên, người mẫu Trần Vân Anh của phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, cùng ông xã đến chúc mừng đồng nghiệp. Trần Vân Anh đã giải nghệ, định cư ở nước ngoài nhiều năm nay. Diễn viên, người mẫu Trần Vân Anh của phim Bỗng Dưng Muốn Khóc cùng ông xã đến chúc mừng đồng nghiệp. Trần Vân Anh đã giải nghệ, định cư ở nước ngoài nhiều năm nay. Đạo diễn thời trang tạ Nguyên Phúc, vết đỏ, diễn viên Đinh Ngọc Diệp, váy trắng, và chuyên gia trang điểm Đức Hiển, ngoài cùng bên phải, cũng dự tiệc cưới của Hồ Khánh Trình. Đạo diễn thời trang tạ Nguyên Phúc, Tết đỏ, diễn viên Đinh Ngọc Diệp, váy trắng và chuyên gia trang điểm Đức Hiển ngoài cùng bên phải cũng dự tiệc cưới của Hồ Khánh Trình. MC siêu mẫu Thu Hằng ngoài cùng bên phải chung vui với đàn anh. MC siêu mẫu Thu Hằng ngoài cùng bên phải chung vui với đàn anh. Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh ngoài cùng bên trái chụp ảnh cùng chân dài Minh Thư, váy trắng và vợ chồng Hồ Khánh Trình tại tiệc cưới tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh 14 năm trước. Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh, ngoài cùng bên trái, chụp ảnh cùng chân dài Minh Thư, váy trắng và vợ chồng Hồ Khánh Trình tại tiệc cưới tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, 14 năm trước. Diễn viên Hòa Hiệp, ngoài cùng bên trái, trẻ trung ở tuổi 25. Anh cũng là đồng nghiệp thân thiết một thời của Hồ Khánh Trình. Diễn viên Hòa Hiệp, ngoài cùng bên trái, trẻ trung ở tuổi 25. Anh cũng là đồng nghiệp thân thiết một thời của Hồ Khánh Trình. Hồ Khánh Trình tổ chức hôn lễ ở cả Sài Gòn và Nha Trang, quê anh. Cựu siêu mẫu khiến nhiều người thích thú khi khoe ảnh anh mặc áo dài cưới, mang quốc mộc đi trước dâu. Hồ Khánh Trình tổ chức hôn lễ ở cả Sài Gòn và Nha Trang, quê anh. Cựu siêu mẫu khiến nhiều người thích thú khi khoe ảnh anh mặc áo dài cưới, mang quốc mộc đi rước dâu. Hơn 10 năm nay Hồ Khánh Trình chuyển về Đà Lạt sống. Hiện anh 41 tuổi và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên bà xã cùng hai cậu con trai vợ chồng Hồ Khánh Trình đang đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản ở Lâm Đồng, kinh doanh quán cà phê và điều hành một công ty xây dựng. Khi thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch COVID-19, phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Hồ Khánh Trình đã tổ chức cứu trợ, tiếp tế hơn 23 tấn giao củ hỗ trợ người nghèo và các lực lượng tuyến đầu ở Sài Gòn chống dịch. Hơn 10 năm nay Hồ Khánh Trình chuyển về Đà Lạt sống hiện anh 41 tuổi và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên bà xã cùng hai cậu con trai. Vợ chồng Hồ Khánh Trình đang đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản ở Lâm Đồng, kinh doanh quán cà phê và điều hành một công ty xây dựng. Khi thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch COVID-19, phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Hồ Khánh Trình đã tổ chức cứu trợ, tiếp tế hơn 23 tấn giao củ hỗ trợ người nghèo và các lực lượng tuyến đầu ở Sài Gòn chống dịch con trai lớn của Hồ Khánh Trình 10 tuổi, có nhiều nét giống bố trong khi bé thứ hai chín tuổi lại là bản sao của mẹ. Cựu siêu mẫu chia sẻ, gia đình anh sống theo phong cách phương Tây, việc nhà và chăm sóc con cái hai vợ chồng chia nhau làm. Khi các con còn nhỏ, ông bố điển trai thường tự tay tắm, rặt giũ quần áo cho con vì sợ rặt máy không sạch. Tôi luôn thấy mình may mắn, hạnh phúc và rất trân trọng, nâng niu gia đình nhỏ của mình, Khánh Trình tâm sự con trai lớn của Hồ Khánh Trình 10 tuổi, có nhiều nét giống bố trong khi bé thứ hai 9 tuổi lại là bản sao của mẹ. Cựu siêu mẫu chia sẻ, gia đình anh sống theo phong cách phương Tây, việc nhà và chăm sóc con cái hai vợ chồng chia nhau làm. Khi các con còn nhỏ, ông bố điển trai thường tự tay tắm, giặt giũ quần áo cho con vì sợ giặt máy không sạch. Tôi luôn thấy mình may mắn, hạnh phúc và rất trân trọng, nâng niu gia đình nhỏ của mình, Khánh Trình tâm sự. Hồ Khánh Trình thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè nghệ sĩ ở Sài Gòn và Đà Lạt. Anh và Bình Minh từng là đối thủ ở cuộc thi người mẫu năm 2002. Khi đó, Khánh Trình với hình thể nổi bật đã vượt mặt Bình Minh, giải siêu mẫu ấn tượng, đăng quang ngôi vị cao nhất. Mỗi lần gặp nhau, hai tràng siêu mẫu ngày nào lại vui vẻ ôn lại kỷ niệm chinh chiến một thời trên sàn diễn. Hồ Khánh Trình thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè nghệ sĩ ở Sài Gòn và Đà Lạt anh và Bình Minh từng là đối thủ ở cuộc thi người mẫu năm 2002. Khi đó, Khánh Trình với hình thể nổi bật đã vượt mặt Bình Minh, giải siêu mẫu ấn tượng, đăng quan ngôi vị cao nhất. Mỗi lần gặp nhau, hai chàng siêu mẫu ngày nào lại vui vẻ ôn lại kỷ niệm chinh chiến một thời trên sàn diễn. Hương Giang